Lô lô, ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Việt Khám lần nữa nè mày. Và ở lần video tiếp theo này, Khả sẽ anh tiếp tục nghe mây nè mày. Khả sẽ bắt đầu anh tiếp tục event mùng 2 tháng 9, ngày lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 cho anh nghe mây nè mày. Và hôm trước Khả đã anh xong 4 ạ, có thể nói là anh xong 3 ạ. Vừa rồi thì mới anh xong 5 đọc. Rồi, cho 5 đọc đúng vào vị trí luôn cho đẹp hình dàn sale Khả như nè. Đó. Rồi, thì chúng ta sẽ tiếp tục với khoa anh event anh nghe mây nha nè. Và anh em theo dõi video đừng quên ủng hộ cho Khả, like, share, hộ cho anh em ơi. Một lần anh thì khoảng 500.000 Việt đồng anh em ơi. Một ạc 500.000 nha anh em. Nói chung là 4 ạc thì nếu anh em anh hên xui thì không có lỗi lắm anh em ơi. Lấy đồ bán lại thì không có lỗi gì nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ anh em ơi. Ui. Quá tử thiên sơn khả đánh nha anh em ơi. Ok, rune là phổ kim. Một túi phổ hiệp cốt. Một kiếm lên. Thấy cố gắng cho ngày mười đủ hai bộ kỹ năng tinh năng trước lỡ bao mà đừng bằng đừng quá tinh năng nữa này kiếm đủ bộ ngay kiếm tinh một với số vứt một mảnh áo tiếc là ha thiên thủ lộ tinh ba ui anh nãy giờ hai cũng được viên tinh ba này mà này mắt 120 nha anh em. Tại bây giờ chỉ cần kỹ năng tên và chống phái nữa đỡ nó phụ trưởng cho nó có tốc độ đánh nên mà chứ lại búp cho nó khỏe. Ôi, gần đây trong cái vẫn chưa thấy cái gì gọi là nên mà. Ok, bộ tiềm năng nữa. Đây đây, cái khả năng chờ đợi đây, rương mãnh kim là 4 anh em ơi. Đây mới có một rương thôi. Khá là hiếm. Một tiếng này vút hai rương lần làm ba rương ấy ở ở đều trước hải của anh ra mà cũng năm đọc thì cũng ba rương mà mở cũng không có được rương nào gọi là bán có tiền cả này mà hello Kim Hợn Nguyễn Ho Nguyễn Hoàng nha anh em có thể tải game tại trang chủ game võ công truyền kỳ .net cho anh em hoặc võ lâm ngày xưa .net nha link thông tin bên trên anh em đây là mấy chỗ S10 đại danh kỳ sử anh em ở bên cũng đã 7 tháng rồi nha mọi người cứ một tháng chúng ta sẽ diễn ra một lần event nha anh em rồi một mảnh rương phổ loại 2 ok ba mảnh loại 4 rồi một thạch anh hai rương tím gì nữa ôi con này không có viên thị tinh nào luôn trời ôi mới nói luôn vãi áo ma dữ con này thị tinh thám vãi chướng cảm giác không có thị tinh luôn á. Ok chúng ta sẽ bỏ mấy cái vật phẩm thường vào mình con này nha nè à, bỏ những con vật phẩm thường này ra cho nên tính nha cho nó mở rương cuối cùng nha không đủ chỗ mày boss hơi nhiều á mày boss trung bình 50 xu con nè 200 xu tôi phổi con tầm này không anh thua rác 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 như này nó cũng rác giả tỏ thôi nè mà rồi tương đương con này được 300 300 với chiếc hiện tinh này 200 xu nữa 500 xu 500 xu quá tự vứt luôn đi cho nên 500 xu đường này cũng giữ lại được nè đường này giữ được mở nè 500 xu à, mỗi mình phút gì tìm thủ lỗ à, cho nó chống rương nè mà rồi đạt được là bao rồi còn nó được 500 xu nè mà nó được 500 xu á là bài boss với mấy viên tình một viên tình ba 500 xu rồi tiếp tục thôi một viên tinh ba nữa ok có thêm mấy trăm xu nữa ok rồi rồi khui càng khôn khui trời ơi cái gì vậy không có đồ gì luôn quá thiệt chứ ô anh con này có ba viên thì tinh này thì tinh hiếm vãi chướng cộng 500 đại thành 120 tức là hám đại thành 90 trời ơi không có cục đá phát sáng luôn mà không có thiệt thớ luôn chua thiệt chứ đừng có càng khôn quá chua này là cái gì khá tất cả luôn khá tất cả luôn ok
Ok, còn gì nữa mở nữa. Hui, thua 4. Hui, bội xấu. Hui, ma xã minh ảo y. Hui, thiên quang phụ. Dây chuyền đường môn. Cái gì nữa? Mộng long ti đái. Địa phát tâm trạng 3. Cái như vậy đó. Ok, cái này được ít đổi. Nó qua thì cái lời lỗ lại. Cái này ăn chưa? Ôi, cái này chưa ăn luôn à. Cái này đại hiệu lên 900. À ok, anh cho nó mắt 1 tí luôn rồi. Con này anh mắt 1 tí rưỡi luôn rồi. Cũng 200 nữa nè. Anh cho nó mắt 1 tí rưỡi luôn. Rồi anh con này lên được 2 cấp luôn nha nè. 121 đến 123. Ok rồi. Ok xem. Vừa rồi là thu được 500 lần trước đi. 500 triệu lần trước. Mảnh này là gì nè. Rồi rương phổ. Đông cừu cái y. Ngựa lông. Chú phượng uyển. Linh giới. Thiên quan lúc yêu. U lung chiêu yêu. Gì hết. Rồi. Dùng tao một điểm số qua nha. Ồ, lấy được 500 xu đúng không. Tìm giới hiện tinh 3 nữa là 700 xu. Càng khôn 500 xu nữa là 1k2. Cái này 500 xu nữa là 1k7. K7 nè. Khui ngôi sao. Nó bay kiếp khui. Tiếu lâm cung pháp. Rác luôn. K7 xu. Hồng thô 4. Hồng thô 4 là hiếm không. Hồng thô 4 rác luôn. Rác luôn. Được là 400 cá nhân. Được khoảng 2 kim. Mấy cái mảnh này nếu chung chung bình bán được 500 xu. 3 kim rưỡi, cái này một viên thiệt tinh 200, 300 xu nữa, 4 kim. Mà này được 500 xu. 4 kim rưỡi. Bộ này được 7 rưỡi nữa, 5 kim 2. Con boss này 200 xu nữa, 5 kim 4. Rồi được 5 kim 4 hết em ơi. Con này thì lỗ kim 6. Con game mi là lỗ kim 6. Con game mi là lỗ kim 6 nha nè. Lỗ kim 6 ấp được 2 cấp nha mọi người. Rồi, ok rồi. Không được 2 cấp. Nói chung lỗ kim 6 tính ra lỗ 100.000 thôi em. Nói chung bán lại cũng không có lỗ gì mấy. Lỗ 100.000. 100.000 mà chơi game thì tính ra 4 mạc thì trung bình 4 mạc khoảng hết 500.000 lại sang 4 mạc nè mà. Còn những vật phẩm mình đi bán lại nè. Những vật phẩm đi bán lại là ok. Này, mát 120 rồi. Rồi, ok, càng khôn. Nhân tin 3 là khai gom đồ nè mà. Rồi. Cảm ơn em đã theo dõi video này và đừng quên để lại cho Khả like, sẽ ủng hộ cho em ơi. Và lần này thì Khả đã chính thức ăn xong 4 mạc nha em ơi. Ăn xong 4 mạc đã xong hoàn toàn Evan nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đi hoạt động nè em ơi. Nói chung mạc chính thì 131 rồi, mạc phụ thì cũng 120 rồi em ơi. Nói chung mùa nào Khả ăn không thiếu mùa nào nha em ơi. Không thiếu mùa nào luôn nha. Mùa nào cũng ăn không thiếu mùa nào luôn á. Ok, giờ gom đồ ăn bên đó. Cái chữ mảnh này, có cái mảnh nữa. Ủa mạnh quan chính đi. Quan chính nữa tặng đặng anh em nào cần mua gì à? Như thế nào đó tính tiếp. Cá nhân này. Bot độ các kiểu. Anh nhân ngày mươi luôn nha anh em. Một kỹ năng nữa đó. Full bộ tiềm năng nè. Đưa nó một cái kỹ nữa mát nè. Đưa con này vào một kỹ nữa mát nè. Trong Evan thì mùa nào khả năng cho nó mát cả anh em ơi. Đưa nó một kỹ nữa mát đúng không. Đưa nó một kỹ nữa mát thì con năm đọc sẽ thiếu. Năm đọc sẽ thiếu 2 kỹ một tiềm. Ok, năm đọc sẽ thiếu 2 kỹ một tiềm.
Ok. Rồi. Chẳng người mày mất đâu như nào. Mày cần cái nanh này mày. Cái nanh tìm nanh cần hết. Đó, tốc độ đánh nó nhanh lên 54 kìa. Đó. Thôi còn mấy điểm nữa. 6 điểm nữa là 30 chống phá rồi đó. 30 chống phá là ok. Băng hội cá nhân rồi, là cá nhân này mình vứt vào đây chưa? Ok, được ngang cá nhân. Rồi, tương đối rồi. Rồi, nói chung là cũng cảm ơn anh em đã theo dõi video. Đừng quên để lại cho Khả một like sẽ ủng hộ chơi nha. Kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nè mà. Và bây giờ thì Khả đi giao dịch mấy cái rồi. Mấy phụ này qua cho nó được dự cấp đi. Trời ơi, ba cái ổ yếu, ba cái mảnh này phải quá trời quá đất. Mấy cái mảnh nào hợp lý hay không nữa. Quất nè. Ngọc bội. Quất vào hết. Trời ơi, lâu đi cắt mấy cái mảnh này. Mảnh này đã ép anh nè. Chữ nè, cơ nè, phục duyên nè, càng khôn nè, thanh ba nè, thanh tân pháp. Đậu phụ. Rồi, ok. Và bây giờ hãy xin phép dọn rương tới nha Nam. Hẹn anh em vào những video tiếp theo nha. Bây giờ anh em cứ ngồi xem rồi Khải tiếp tục dọn rương rồi cho nó gọn gàng rồi Khải tài tử cũng đem đọc nha mọi người. Ok, đừng quên xem live của Khải vào lúc 11:50 buổi trưa cũng như là buổi tối là 19:50 hàng ngày nha mọi người. Khải là 20 giờ trưa và tối nha anh em. Anh em rảnh rồi có thể đợi lại Khải mời một follow nha anh em. Đăng ký ủng hộ chơi nha.